Bằng Châu xin thân ái kính chào quý khán giả của đài CBN trên băng tần 18.14. Sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin buổi tối của đài với một số tin chính như sau. Thủ tướng Nga từ chức sau khi Tổng thống Putin yêu cầu thay đổi hiến pháp. Đảo Síp nhận một thuyền chở 101 người tị nạn Syria. Một học sinh thiệt mạng trong vụ nổ súng tại trường trung học ở Texas. Hai người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam bị sốt đã được cách ly để theo dõi. Thủ tướng Nga từ chức sau khi Tổng thống Putin yêu cầu thay đổi hiến pháp. Thủ tướng Nga, ông Dmitry Medvedev vào hôm thứ Tư cho biết chính phủ của ông đang từ chức để nhường chỗ cho Tổng thống Vladimir Putin thực hiện những thay đổi mà ông muốn thực hiện đối với hiến pháp. Thông báo bất ngờ được đưa ra ngay sau khi ông Putin đề xuất một cuộc bỏ phiếu toàn quốc về những thay đổi sâu rộng sẽ chuyển quyền lực từ Tổng thống sang Quốc hội, có nghĩa là Nga cũng sẽ có một thủ tướng mới. Các ứng cử viên có thể bao gồm Sergei Sobyanin là thủy trưởng Moscow, Maxim Oreskin, Bộ trưởng Kinh tế hay là Alexander Novak, Bộ trưởng Bộ Năng lượng. Ông Medvedev đưa ra thông báo nói trên ở truyền hình nhà nước khi đang ngồi cạnh ông Putin, người đã cảm ơn ông, một đồng minh thân thiết vì công việc của ông. Putin nói rằng Medvedev sẽ đảm nhận một công việc mới với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo an Nga mà ông Putin làm Chủ tịch. Ông Putin cũng yêu cầu chính phủ sắp mãn nhiệm ở lại làm việc cho đến khi một chính phủ mới được bổ nhiệm. Kính thưa quý vị, đảo Síp nhận một thuyền chở 101 người tị nạn Syria. Giới chức đảo Síp đã đón một chiếc thuyền chở 101 người Syria ra khỏi bờ biển vào hôm thứ Ba. Cảnh sát cho biết một trong những thuyền chở người tị nạn lớn nhất từ nước láng giềng trong những tháng gần đây. Phát ngôn nhân cảnh sát cho biết những người Syria, bao gồm trẻ vị thành niên, đã được đưa lên biển vào một tàu cảnh sát biển và từ đó dẫn đến một bến cảng ở khu vực phía đông nam của Brotara. Síp là quốc gia thành viên Liên minh châu Âu gần nhất với Trung Đông, đã chứng kiến sự gia tăng dần dần đối với những người di cư và người tị nạn không có giấy tờ trong 18 tháng qua, khi các tuyến đường khác trở nên khó đi hơn. Số liệu của chính phủ cho thấy dòng người di cư đến đảo tăng 69% trong năm 2018, với người Syria đứng đầu quốc tịch của những người xin tị nạn. Theo cơ quan tị nạn UNHCR, năm 2019 có khoảng 1.700 người di cư đã đến hòn đảo nhỏ nằm phía dưới Thổ Nhĩ Kỳ. Một học sinh đã thiệt mạng trong vụ nổ súng tại trường trung học ở Texas. Một học sinh bị bắn và sau đó tử vong vì bị thương tích nặng khi một tay súng nổ súng tại trường trung học Bel Air ở thành phố Houston, Texas. Truyền thông địa phương cho biết, nhà chức trách hiện nay đang săn lùng nghi phạm. Hình ảnh chưa được xác nhận cho thấy rằng nạn nhân đang được đưa lên xe cấp cứu. Vụ nổ súng xảy ra lúc khoảng 4 giờ chiều thứ Ba theo giờ địa phương, khi tiết học đang diễn ra. Đài KPRC2 dẫn lời học sinh cho biết tiếng súng vang lên trong giờ thứ Bảy. Trong khi đó, danh tính nạn nhân chưa được công bố. Các phóng viên địa phương nói rằng học sinh này 16 tuổi. Cố gắng hồi sinh nạn nhân, nhân viên cấp cứu đã tiến hành hô hấp nhân tạo, nhưng học sinh này tử vong vì thương tích quá nặng ngay sau vụ nổ súng. Hiện nay chưa rõ động cơ của cuộc tấn công. Cảnh sát vẫn đang truy tìm tay súng, người đã tẩu thoát khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến nơi. Nhà chức trách địa phương khuyến cáo cư dân nên tránh xa khu vực này. Trước đó, một học sinh 17 tuổi cũng đã bị bắn vào chân trong lúc đi học về ở Gulfton, gần đó là một khu ngoại ô khác ở Houston, cách thành phố Bel Air khoảng 3 km. Chưa có nhiều thông tin chi tiết về vụ nổ súng ở Gulfton và không rõ hai vụ này có liên quan với nhau hay không. Dân biểu tiểu bang Lizzie Fletcher gửi lời chia buồn đến nạn nhân trong cả hai vụ nổ súng và nói rằng văn phòng của bà hiện đang theo dõi sát hai vụ này. Kính thưa quý vị, hai người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam bị sốt đã được cách ly để theo dõi. Hai người Trung Quốc đều cư trú tại thành phố Vũ Hán, nơi khởi phát bệnh viêm phổi cấp tính do chủng virus corona chưa từng biết đến, nhập cảnh Việt Nam vào ngày 14 tháng 1. Hiện nay chưa rõ là hai người này có mắc bệnh viêm phổi lạ hay không. Mẫu bệnh phẩm của hai du khách đang được Viện Pasteur xét nghiệm để xác định nguyên nhân sốt và tác nhân gây bệnh. Giới chức y tế cũng lập danh sách những người tiếp xúc gần với hai bệnh nhân và cách ly để theo dõi sức khỏe. Được biết, đây là lần đầu tiên Việt Nam phát hiện du khách nhập cảnh bị sốt
kể từ khi bệnh viêm phổi cấp tính bùng phát ở Trung Quốc vào cuối tháng 12 vừa qua. Hiện nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh nào liên quan đến virus này trong nước. Tuy nhiên, vì nhu cầu giao lưu thương mại và du lịch với Trung Quốc tăng cao, nên do Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ rất cao về dịch bệnh này có thể lây lan sang Việt Nam. Bộ Y tế cũng khuyến cáo những người trở về từ thành phố Vũ Hán hoặc có tiếp xúc gần với người bệnh trong vòng 14 ngày, nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời.